are inferior to Gargos. Just for you. Trời quái, đừng đánh tao. Mình có support đi. Ôi, sợ giật thế nhỉ. Mấy móc lần này kiểu gì ấy nhỉ. Nói là do chơi game nhiều quá hỏng máy này nhé. Liệu có đáng không? Chắc hết trận phải khởi động lại cái máy. Chào mọi người nhé. Vãi xa xua. Number 2 bị Garen hành giống như là cần gì phải hồi máu. À thôi hồi cho nó chắc. Chạm nhẹ một chút thôi. À, của ai? Nên bán hành cho bạn này. Trời ơi. Một phát nữa chết. Hay nào thật. Không đủ đam. Đam bé á. Ai cầm bút bè. Ta xua chắc kinh rồi, không dám lên này. Xuôi đến ngon mà. Xem mình xem nhiều thằng ra
ra Super Pro nó đánh ấy. Nghĩa là nó kiểu bị ganh ấy, càng chạy càng chết. Còn nó hay lướt qua lướt lại với thằng lính ấy. Thằng đấy thì kiểu sống, thằng nào cứ cố chạy là chết. Chạy mà không đua được mới tốc độ của thằng ganh thì cứ chết đấy. Đấy. Không nghĩ là Garen thua được. Vãi thật. Người anh em chạy đi người anh em ơi. Đuổi em gì nữa. Vãi thật. Sao á, phải không? Xa quá. Ôi trời. Bị du ngủ à. Multi phân nữa nó chết. Trời ơi. Nó có cái gì nhỉ? Cái gọi là giáp ảo. Thành ra là nó chặn được cả đống sát thương. Cắm mắt rồi. Phải thật. Nhỏ vai. Nhỏ quá. Nó cầm mắt. Mới thấy về mua đồ. Cố lên support. Oh, support quá hay, kéo. Ôi trời ơi, mít rồi. Có mạng vừa rồi của mình là thằng ấy giết à. Support hay vậy đấy à. Thôi nó ngủ thì càng tốt chứ sao. Không cần ulti này, ra đây. Ra đây mà ăn cái con gì à. Ôi trời. Cái nút tab của tôi.
Vãi. Vãi thật. Đừng thế nhỉ. Bọn nó ở trong rừng lâu thế. Vẫn giúp vào rừng lâu quá. Không ổn rồi. Đánh vậy là không ổn rồi. Nhìn như vậy thì biết không ổn rồi. Méo hiểu sao thằng Yixin lại level cao hơn mình được. Hay vãi. Sao nhiều vàng quá. Vàng đầy rẫy á. Về cho nó chắc. Trời ơi, đi sim ra ngoài thì ốm sát. Sợ một trâu rồi. Trâu rồi, ăn trâu thôi. Vãi thật. Coi thường mình không thèm thiền luôn. Sau này mình đánh ngáo ngáo rồi thì... sáu bốn nó đáng không nhỉ? Ra phát đấy có thể bớt chết một mạng. Đấy, Garen lên đồ cái kia rồi. Chả bị nó hành nha. Lên đồ thế. Một thằng level 8 này nó giúp được gì không? Thằng level 9 này nó giúp được gì không? Kéo được. Khó. Vào đi xin nó đạp ra. Vào cho ni nó đá ra à.
Mẹo chết. Mày có R nhưng mà tao không có. Nguy hiểm cái đấy. Nên ganh như Garen tí. Đi nàn này thì lủng nàn kia. Anh biết phải làm sao. Thì đẹp cái shit gì. Toàn thằng giúp bụi vậy. Kiểm tra lại xem nó còn giúp không. Ta chỉ đi ngang qua thôi mà. Đây thì nên ra xuống. Mình boss đi support. Bye bye. Bạn nó chạy. Chạy như siêu xây ra luôn đấy. Chạy nhanh kinh khủng. Chả biết nó đi đâu ấy. Làm lính nữa đâu rồi. À đây. Mình mít vậy đấy. Ôi đi là chắc thằng support. Cái chiêu đấy dùng được vài lần thôi. Làm sao nó quen ngay. Cháu gì luôn chạy thường mà nhanh như vậy. Này, chết dòng kiểu thế mà. Thank you.
Cảm giác cái con trâu đấy có tác dụng gì đâu mà. Con đó chạy nhanh vãi. Siêu nhanh. Chả hiểu luôn đấy. Chạy siêu nhanh luôn. Nên mua khăn giải thuật nữa. Mày không cứu tao ấy. Để tao bơ vơ một mình vậy. Support khó chịu thật. Vãi thật. Đồ hàng điên à. Ôi vào đi, không chạy được. Thôi sao? Buồn vậy đấy. Phải lên tí phòng thủ thôi, yếu quá. Bye.
Chết mới sợ gì. Garen chán thật. Chán mẹ đái à. Ta hại phải hai lai. Gì vậy? Vãi. Ăn luôn. Buồn quá. Tưởng nó chết đi. Có mắt rồi. Ogre. 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 Chủ quan luôn đấy. Mắc chủ quan phát đấy luôn đấy. Nhìn phần tí máu nó lướt cho hai phát này. Mày chạy bố ghét từ lâu rồi. À được ông ghét từ lâu rồi. Méo được multi. Khi đã phải ai trả cái multi. Tin là tao lại chết trước mày được. Ok, lại đánh nhau à? Quý nhỉ? Con mít nó chạy siêu nhanh. Mít chạy siêu nhanh luôn ấy. Ush.
Ulti đâu, không đẩy ulti là chết đấy. Chẳng như chẳng trả. Thôi xong. Thôi xong. Không ăn thua. Thế có cái gì đó nó không ổn ổn lắm. Nhỏ quá. Spawn hay quá. Spawn xong, thứ hai phối hợp với ra xua thứ hai luôn. Nên không nên giáp mà không ăn thua đâu. Một trăm rồi. Nhỏ. Không ăn thua. Thế là một con nó khác ở đây. Mình kia dùng cái này kém thật đấy. Tay không nhanh. Support hay vậy đấy à. Chán quá. Thế thì ăn sao được, đuổi. Cùng giết tận nhé. Ôi người đừng có ham hố thế nhỉ. Ô kìa. Ná à. Chọc chết rồi. Buộc phải lên đồ thủ thôi.
Học rồi. Lên. Ăn luôn. Đúng rồi. Ăn ăn luôn, ăn dứt khoát. Xanh quá, không lên đồ thủ không chịu được. Ôi trời ơi, đừng thế. Ăn tới đây nhưng mà cắm mắt á. Biết hai. Ôi tuyệt vời quá. Đẩy trụ, đẩy trụ. Đẩy trụ. Ba làn. Mà tập hành thì nhanh thế. Trời ơi. Tốp 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 ra. Đẩy luôn. Không dứt khoát thì sợ cái méo gì nhỉ. Rồi ngoài chỉ đạo không biết chúng nó nghe được không, cứ phải chửi nữa. Tin thì mạnh, đánh thì nhát. Lại thua AD này nữa. Vậy đều thật. Làm gì nữa đây? Trận này đánh khó khăn thật đấy.